dòi nè, ông vô là nó có 55 mm, nó sẽ bằng cái đường dòi B, thì ông ra nó là 11 mm. Để cái này đó rộng ra nó nhỏ thì áp suất nước trong đường dòi từ 55 chuyển qua 11, áp suất nước nó sẽ tống ra bên ngoài á, tương đối mạnh, thì lúc đó cái tầng vuông sâu vuông xa nó có thể là ở cái ngàm á, nó dọc theo cái bộ mình, cơ thể mình. Thì lúc đó còn tay còn lại thì đầu nói á là hai ngón tay đỏ và ngón tay trái bấm vô hai đầu nói, rút vô, tay ngược vô người nè, tay ngược vô người, tay ra, nó rút vô, không biết là nó trên là sao không cần biết, cứ tay ngược vô người cái thì nó sẽ vô khớp này rồi, thì dần dần nó tự đi hỏng vô rồi, tay ngược ra, lúc này thì cầm lăng chiến đấu là hai tay xuyên suốt, không có giãn hạch rồi đóng nó trong tiếp. Về dưới trời. Về. Yeah. Rồi hỏi. Mở ra hai thước gà tôi biết hả? Đủ cái coi, đủ cái thẳng trong dây đây, lọc. Rồi, cái cuối đi thôi, về anh sửa luôn. Rồi, rồi, thắng hết rồi. Rồi. Cứng nha. Cứng nha. Cứng nha. Cứng nha. Cứng nha. Nãy vô tường. Chạy chết. Ủa, chà chà chè, ông chè 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 bông à? Chè bông, chè bông chè bông chè bông chè kì, chè bông 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 lấy một bình khí luôn, chú mình nói vậy là công dụng. Quý ơi, một bình khí thôi. Mình trái mình đây là trang bị mình bầu không có bình khí luôn. Rồi lấy trang bị khí. Rồi tập rồi xong rồi, đừng may cái cuốn của ổng chơi. Rồi vô nữa. Vô đây, lại 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 lại. Trời ơi, nhìn gì nữa? Trời cái cốc rồi, nhìn gì nữa? Rồi sao? Có thể là chân trái giống như bàn ghế mình, cái gì mình cầm nắm được, cảm giác được. Không có là cái đó chân khí. Thì ở đây á, khí thường thường mình liên tưởng tới khí ga, khí hơi của xăng dầu, mà xăng dầu thì công ty mình không có đâu, khí ga chỉ có xăng dầu rồi hay là nhỏ thôi. Còn thứ ba chất lỏng thì chỉ có xăng dầu thôi, chứ không có cái gì mà chất lỏng trái liên quan tới cái gốc của xăng dầu, cái trái dầu mỏ thôi, cái trái thôi. Thì ở đây á, do là nó là bình bột và trong đây là bình MXF8, bình này là bình MXF8, tất cả đường đi rồi, thì hiện tại giờ là nước đó nó sản xuất được một pháp Mỹ, Nga, Trung Quốc và mình đang sử dụng đây là Trung Quốc, đa số luôn, tất cả công ty luôn, giá thành tương đối rất là tốt, tốt chứ không phải là luôn kém gì kia. Thì lúc cái bình chứa bột này á, ở trong nó có một cái ống xi phong nhỏ ở phía trong vỏ bình, nó là đây là khách hàng, nó hàng cái đích lệ thôi. Khi
cái nhiệm vụ của mình là nó bảo vệ bột thôi, làm kính bột thôi. Đấy, cái bột bột đó là quà trong dưới khí được sụp tục, nó không có bao phía trong ra ngoài hơi khớp thôi. Giờ thấy trong đây á, lượng như thế tương đối nhỏ nên đồng hồ ốc kế nó ra đây nè, nó có đồng hồ ốc kế. Và cái đồng hồ ốc kế thì giống có ba màu trên đây, hiện tại trên đây ba màu là đỏ, xanh, vàng. Màu đỏ giống như mình chữa trái này, giờ là một lượng phun cái của xe chữa trái, trái màu đỏ, màu quốc tế quy chuẩn là màu nguy hiểm SOS, nên màu đỏ, kim màu đỏ là cái này mình không sử dụng được, hoàn toàn không sử dụng được. Nhớ lưu ý, ví dụ nhà mình có trang bị một hai cửa bình này, một hai cái bình này, thì khi mà nó xuống đỏ rồi mình cũng nên kiếm tiền mình đi làm rồi nó cũng vô tiền, nhưng mình đảm bảo an toàn cho gia đình. Thứ hai, màu xanh là màu hy vọng, quy chuẩn của thương hiệu quốc tế, màu xanh là màu tuyệt đối. Lúc nào cái đồng hồ qua là cái đèn, để cái đèn xanh ở ngoài đường á, các em thấy đèn xanh là được chạy, thứ hai là đèn đỏ được chạy á, đứt bóng rồi thật chết lắm. Thứ ba, màu vàng. Màu vàng là có hai cái lý do cơ bản mà để cái game nó lên nước vàng. Thứ nhất là do mà cái ông bà đạp mình này nè, ông kiểu như vật lộn lỡ tay, ông không lôi chú ý gì nè, dư ký vô cái ông xuống bên trong con chỗ mình đó, thì lúc đó cái game nó đẩy cái gắp kế đó, cái game nó lên vàng. Thứ ba, thứ hai nữa là do là mình khi mà bảo quản nè, là cái nguồn nhiệt trực tiếp giống như vô trời nắng như thế này, có mấy bữa nắng hơn thì cái này là gia nhiệt, nó có hiện tượng là gia nhiệt lên cửa mình, là gia nhiệt lên ống xi măng. Lúc đó cái không khí, cái khí ở trong bình nó nóng lên và áp suất nó tăng, lúc đó thì kia nó đẩy lên cửa vàng, hoặc là mình để gần những lò đốt giống như những cái lò gạch đồ á, gần đó nó sử dụng bằng là cái may mặt mà có sử dụng lò hơi á, thì cái ông này là ổng đưa lên là vàng nhất. Điều kiện mà để sử dụng mới tốt cho loại bình chữa trái bột nè, do nó là cái tính chất của nó là cái nguyên lý đó, hoạt động của nó là chất chất nó chất trái, là nguyên lý nó là cách ly, nên tốt nhất là nó sử dụng ở mặt trời. Tại vì khi sử dụng trong văn phòng, sắm sử dụng bột, tại vì ở trên nước quà em có giảng công ty kia xong, thì bữa đó là chặt điện cái quạt trái, cháy cái bàn giấy thôi, các bạn cái sọt rác mà gần cái bàn giấy mà làm việc thôi, vì lúc đó chạy ra ngoài lấy cái bình bột mà vô bới xịt, mà trong đó thì văn phòng đó là hoàn toàn là công nghệ của Đan Mạch và nó sản xuất đó là cái dây chuyền và tự động, và cái hệ điều hành đó là cái điện tử hết, phun cái bình bột mà vô bữa trước bữa sau, một là mở đền bữa phải mười mấy tỷ, hai là bảo nó thôi việc mà làm cái công ty là gần cái chục năm rồi, thôi việc bằng cấp có luôn, không người phải đi thôi chứ không là đền. Tại vì cái bằng bột này, cái bằng bột như này là muối, đặc biệt cái thằng này đó, bột này là giống như người mình đó, rất thích vàng, nó thích tiền thôi chứ nó thích vàng, nó ăn mòn những vi mạch điện tử của mình đó. Đa số bây giờ tại vàng á là dẫn điện, dẫn tiền tín hiệu dẫn điện tốt nhất, nên sử dụng đó là chấm những cái mối vi mạch, thì cái ông này là phun vô len lỏi vô để cho bột nó hòa không khí, mà nó vô trong như là điện tử như máy tính đó, và nó ăn xong là trong một vòng mười mấy tiếng hồ thôi, đứt hoàn toàn hệ, hư hoàn toàn hệ thống, rửa cũng được, nên nó tốt nhất là phải có sự chọn lọc. Khi trái xảy ra thì chú ví dụ mà trong trường hợp nó bất khả kháng rồi, nó không cho tôi hết khí của bọn thì buộc lòng để tránh cái ngăn chặn qua nơi khác á, mình phải mới đối đế nó mới sử dụng nó thôi. Còn nếu mà mình còn cái sự chọn lựa đó thì nên sử dụng bình khí trong không gian. Thì em nói về bình khí, bình khí thì nó trái ngược với bình bột, nó vẫn là tính chất nó là dập tắt lửa, nó cháy thì ngay ban đầu khi nó cháy còn nhỏ thì nó là bình chỉ cháy sắp tay, nguyên lý hoạt động của nó là nó dập tắt đám cháy bằng phương pháp làm lạnh và làm lỏng. Làm lạnh là như thế nào thì em cũng nói luôn, khí đây là bình MT5, chất chỉ cháy đó là khí, khí CO không cháy. Thì khi mà cái ở ngoài đó, thì năm nghĩa là nó trong đây nó bụi con phải bên kia đi hắn thích vô hắn thì ở ngoài trời đó, ở ngoài không khí á thì khí CO được nén lên cất ở cái này áp sát nó đi áp sát lớn, áp sát rất là cao, lúc đó nó sẽ có cái gì có lỏng thì áp sát rất là cao, khi bung ra ngoài trời khí CO thì nhà chỗ cái đầu lô bung nhà chỗ dành này nè, nó có hiện lượng là nó đặt điện và nó đóng quyết. Thì vấn đề nè, khi bung ra ngoài trời á
bự quá. Nó khoảng là 179 độ C. Mà em nói thật, tự chút để mấy anh đó có sử dụng cũng tránh mà ví dụ đùa giỡn hay đẩy vô người này hay đẩy vô người kia, hoặc là tự mình bóc vô chỗ này là mình tự xử mình. Đức thì hiện nước là đang có chung về y khoa là chỉ bỏng là giỏi toàn cầu, mà giỏi giỏi nhất rồi nhất Đức, nhưng mà họ chưa có công nghệ, họ chưa có khi bên y học họ chưa có đạt tới đỉnh mà để chữa trị bỏng được. Chỉ có một phương pháp duy nhất, bị chỗ nào thì cắt trên chỗ miệng, giống như bị đừng có bị dây cuốn này, bị cuốn này thì bắt cắt luôn cái mình chết rồi. Thì này á, cái khi nó lo phun là vị trí này nên nó lo phun nó có tay cầm, còn bình MT3 nó nhỏ hơn á, lúc đó không có cầm lo phun, khi mình cầm thanh bình và cái dây cuốn bên bóp, và đối với bình khí nó không có cái đồng hồ, không có đồng hồ kế để mình nhận biết được là nó còn sử dụng được không. Lý do đó, khi mà nhận khí phát lỏ nén vào trong vỏ bình quá lỏng thì vỏ bình nó thép hàng hoặc ở thép đúc hoàn toàn, nó đúc nguyên khối, thứ nhất để nó chịu được cái áp lực lớn, thứ hai nó không có đồng hồ, cũng lý do là do cái áp suất trong bình rất là lớn, cái đồng hồ loại này thì đo cũng không được. Nếu mà đúng đồng hồ chuẩn thấp kế để đo nó thì nó to cỡ này, mà nếu bình chưa cháy mấy anh chị cứ nghĩ thì nó to cỡ này, nó dưới yếu rồi, thứ nhất có mảng nó dụng rồi, khi mà ở nhà hay công ty muốn mà biết mình còn sử dụng được hay không nóng hổi. Thì chỉ có một trường hợp duy nhất là cân bình này nó khoảng 16 kg, thì nó trong đây 5 kg, nghĩa là vỏ mình nó gần 11 kg, thì lúc mà thấy vỏ bình mà nó xuống khoảng 12-13 nắng quá, lúc đó nó là còn có 1 kg khí trong đó thôi. Thứ hai thì khi mà thao tác sử dụng cho hai loại bình, lấy bình ở nơi mà bảo quản bảo dưỡng, tránh trường hợp cầm cái bình hai cho mượn cái ống mượn cái nón kết tạm bộ ra rút kìa, mấy đứa này có nè, cho mượn cái nón kết đi vậy đây phước cho anh lệnh nón kết nha phước, không bao giờ được phước không, đây là tay cầm gì đảng, cái này là cho anh mượn kia với con nón lò phục. Thì khi như thế á là không bao giờ rút được, tại cái này nó gài cái nãy rồi. Nếu linh động thì cầm như thế này, không đụng gì hết, còn bóp ở phía trên cứ rút, còn không nữa giống như mấy chị nữ khi sử dụng á, đè ra cổ bình nè, một tay đè cổ bình, một tay rút chốt, khi đó sử dụng. Riêng đối với bình bột cũng biết, lưu ý bình bột nó giống như chai cam Ritter mình uống á, quảng cáo TV, lắc đều trước khi sử dụng. Ở khi á, sử dụng cái bình bột lắc đều lên thì bình bột có giờ 8 kg, nó nặng khoảng này nó đít, thì khi lắc đều đó giờ để lâu thì nó có lắng xuống, mình không lắc thì khí ở trên nó phun cái không gian để phun hết, khi hết khí phun ra rồi thì bột cái này nó không ra được hết, vừa đúng cái lưu lượng khí mà có trong mình. Thứ hai thì lưu ý chứ nói bình khí không cần lắc, khí là bình khí là không cần lắc, nhưng mà lưu ý giùm em, cái bình này mình còn thì dữ lắm nó ngứa thôi, vô mình mẩy anh chị thì nó ngứa thôi, không còn hết, nhưng đối với bình này thì nó không ngứa đâu. Rồi cái đó là hướng dẫn lại ha, rồi cứ như vậy mà làm như vậy hết rồi. Ủa anh Thảo nó chạy đâu mất tiêu rồi ta? Chút trước nắng dữ quá. Nữ rồi, nữ nè. Thôi mình ký để nhau nghe nữ nha.
nhóm nữ đi, nhóm nữ vô. Được, né chứ được. Bây giờ coi nữ nè, nữ chắc Vina nè. Rồi vô luôn. Ai luôn vô làm. Bảo vô làm. Em đi chị vô đi. Em đi chị vô đi. Rồi vô đi. Vô lại vô vô đi. Vô lại đi lâu lâu mới được bớt. Nè lại đi. Đi. Cái đầu tiên chứ nhỉ? Có ghê quá hả? Bên này đang cầm cái này dưới nè, cầm cái dây dưới nước. Ôi, còn đỡ còn đó lát bộ mấy cái bình này gia dụng kiếm mấy đống vôm đi bây giờ đây là bị trời nắng quá trời nắng. Đặng em né thì chị đó Đặng. Trời ra ngoài luôn. Phá quá vậy, phá bình đi nha. Ma tử rồi đấy. Tắt rồi, cầm xin nó trời nữa. Dằn xuống. Chứ gì nào hết. Tắt Bấm giờ cấp đi rồi. Kêu chị tiền làm nha, chị tiền làm thử đi. Bóp đại đi, có đâu. Lâu lâu mới được bóp á bà tẹt. Rồi chị tiền nhẹ đó, chị tiền vô đi. Rồi chị luôn, hết rồi. Cái bình đó sao nó ấy chứ hả? Tiến đứng đây cô quay ra. Đi vô vô xịt đi. Vô nè, vô đi em. Vô đi nè. Vô đi lại vô nè, lại chú Bình, chú làm quay để người khác, người ta chưa làm. Hết trái rồi. Hết trái rồi, nghỉ rồi.
dầu. Đốt xăng đi, cháy lên. Đốt dầu được không? Dầu không cháy rồi. Dầu nó không cháy. Dầu trắng nổi. Dầu trắng ra. Sếp cũng ham hố. Hăng đi, hăng đi, hăng đi, hăng đi. Dạ, dạ. Dạ. Đổ ra xăng nó dơ dạ. Hết dòng đi. Xăng còn bên chiếc có không? Bên chiếc có xăng không? Xin miếng coi. Cho ông xin cái rồi cho. Chạy lên đây ngay chỗ đây này lót dừng ngay chạy chạy lên. Nhà đi nè nó tiền. Đâu được rồi. Lấy vỏ rồi lấy xe xăng đi mà lẹ bà ơi, đừng có mua lâu lắm. Đang ấy đó. Chúng đi sắp xong rồi còn đành. Nè giờ chị chạy qua đi. Ông kia nữa. Không cho đạn cái rồi. Cho ông. Ừ đó cho mấy ông nước ngoài vô. Không cho đạn cái ơi. Rồi sao? Chặt hương. Đứng 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 đi mà. Đeo luôn nha. Là mất chụp chụp đồ chụp đá không? Chụp tiền tắt thôi à. Ống sát lên á. Né ra xíu. Ê, đứng gần dữ hả? Nó bụng hết rồi, mày nó hết hơi rồi. Đi đồ. Tiếp. Thôi được rồi, vậy thôi đi. Thôi đi vô, xong rồi đổ.